À, vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang những cổ như xưa. Ngày hôm nay thưa bác, đây là con Amor là lối bản này đơn size 140, mắt món nâu trà bọc vàng Pháp xưa, sản xuất ra thập niên 1950. Tất cả các dòng kính cổ đồ xưa thì em đánh hàng sâu tuổi nhất ở đâu, chẳng hạn như dòng Amor này đa phần là sản xuất thập niên 1950, cái này size 140. Ở cái dòng này thì cũng không phải giới thiệu nhiều lắm, bởi vì trong suốt là 7 năm qua em triển khai trên kênh YouTube, đặc biệt là bán tại nhà cũng như ngoài được chương trình là đã hơn 20 năm rồi. Đấy, trên đây là chính nó nghỉ đó, em chỉ đi lướt qua thôi. Cầu giữa nó có chữ Amor và hai cái triển vương logo của hãng từ ngày xưa. Mọi thông tin chi tiết về kính thì bao giờ cũng ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, dành mạch chi tiết hình thức bán, thời gian ngân hàng đều ghi bên dưới video nhé. Cái dòng mắt này, dòng kính này bác về có thể bỏ mắt màu trà đi, thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều hết. Một cái kính này giải quyết nhiều tính năng, giá thành này hợp tình hợp lý hợp lý. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ nha em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Đây là kênh kính cổ kính xưa, nhất địa chỉ chính, trụ sở chính, không có chi nhánh, vì ngày nay rất nhiều đường xấu là giả danh trang kính cổ kính xưa ở Hà Nội cũng như Sài Gòn và một số tỉnh miền Nam, thì bán lô kính là vài cái, vài chục cái, thì tuy nhiên bán kèm theo cái hàng trà trộn hàng tàu Macau, Hồng Kông, Trung Quốc. Nhưng đối tượng đấy là đã bán hàng sản xuất nước thứ hai, nước Nhật, một số nước châu Á khác, nước thứ hai, nước thứ ba đấy, thì bạn bán kèm theo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đấy. Mà nguy hiểm hơn là thuê đến đứa con gái bán trên trang mạng xã hội live stream, mỗi số điện thoại không mà toàn số lượng tam quy tứ quý, giấu địa chỉ vì nó không là công khai địa chỉ đâu. Rất đơn giản, một số bác bảo là tại sao là chú không phân tích hàng thật hàng giả hàng nhái, hàng thật bọc vàng sáng ngang gương đấy nhá, sản xuất thập niên 50 này, Amor là lúa này bản trơn nhá, đúng không, mà có giá là 4 triệu 3 hay gọi là 4.300k. Mà đối tượng xấu kia bán ấy, thì hàng giả hàng nhái thì nước màu vàng nó khác nhau, nó như nước chè để qua đêm. Thứ ba là các bác lưu ý, bác chỉ để ý là nó giấu địa chỉ, mặc dù cái kênh lượng view lượng like rất lớn rất nhanh nhưng đã không người chỉ thì mập mờ vớ vẩn. Mà những đối tượng đấy là mua bán là hẹn đầu đường này, hẹn là chân tòa nhà, chân chung cư này, hẹn công cộng cộng đồng này, chính vì cái lẽ đó mà rất nhiều em đang bị dính hàng giả hàng nhái. Đây là cây bọc vàng nhá, Amor bọc vàng giá là 4 triệu 3 hay gọi là 4.300k. Đây là dòng Amor lá lúa bản lề đơn, sản xuất tại Pháp, mà hàng sản xuất tại nước thứ nhất, chuẩn cổ chuẩn xưa, giá là 4 triệu 3 hay gọi là 4.300k. Thì những đối tượng xấu kia bán thì là không bao giờ công khai địa chỉ đâu, thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại, thì các bác hết sức tỉnh táo. Đồng thứ ba nữa là nó coi như nó chơi cái chiêu thức là anh ở đâu mang qua xem mình mua mua thôi, thì đấy là một chiêu thức lừa đảo rất là tinh vi, thì các bác hết sức tỉnh táo. Đồng cái kênh, cái trang của đối tượng đấy thì lên nhất canh mới là một năm, mà năm rưỡi 2 năm là hơn 10.000 người, hơn 20.000 người rồi. Trong đó kênh của em triển khai 7 năm rồi, trên kênh YouTube 72 7 năm mà chỉ có hơn 2.000 người, bởi vì em làm cách cứu xạ tự nhiên được, không có like, có view gì cả đấy, mọi thứ rất rõ ràng. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản 3 ship, bác nào ship code thì luôn là cọc 100k. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, có nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể ngày lễ ngày Tết, với điều kiện điện thoại trước, tránh tình trạng nếu là sốt quá thì em đi vắng, đi thẩm định, đi giá đồ cổ xưa. Bác điện thoại trước thì em sẽ liên tiếp bán từ xa và lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi mua bên hàng xuất khẩu cổ xưa lâu năm, có cái thương hiệu uy tín hai mấy năm, ba mấy năm, ngay cả số loại hơn 2 năm. Cái kính này đẹp xuất sắc nha, không có điểm trừ gì cả. Và giá là 4 triệu 3 hay gọi là 4.300k. Đây là vừa rồi là cái góc độ chia sẻ quan điểm, không lớp, không mệt đời, không kêu căng, kêu ngạo. Em rất hòa đồng anh em trong nước và ngoài nước, luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn xuyên lục địa ngày đêm. Và cái phiên kính ngày nay là kết thúc. Bác nào mà chưa kênh của em hãy nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác. Cái dạo này bác về mua cái này bỏ mắt trà đi, thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị để hết, một cái kính giải quyết nhiều tính năng với giá 4 triệu 3 hay là 4.300k. Vâng, xin chào các bác nào mà chưa kênh em hãy nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video ạ.